văn phòng họ cũng đã báo với lực lượng công an phường với cả là thứ để mà làm ổn định trật tự. Và còn cái thứ hai nữa là về phần các bác mà có những cái ý kiến chắc là cũng chưa được thỏa đáng trong cái ở chắc chỗ tòa hay gì đó. Vâng. Thế thì về phía đài thì cũng xin ghi nhận những ý kiến của bác và cả anh. Thế thì xin thay mặt lãnh đạo đài xin tiếp nhận những ý kiến của các bác. Và nếu mà có phần phải trả lời như nào thì cũng sẽ bàn trong ban lãnh đạo để mà trả lời. Chứ còn cái phần mà chắc là dính dáng đến phần toán hay gì đấy, tôi cũng nghe phong phanh thế. Vâng. Thì là liên quan đến đồng chí Thái lãnh đạo. Thế thì tôi lại là một cái phần nội dung khác. Vâng. Thế thì cũng mong bác và cả anh cũng hết sức lượng thứ những cái gì mà có thể là ghi nhận được. Mà có thể là biết đến đâu thì chúng tôi cũng sẽ xem xét đến đó. Còn những cái gì mà có thể mà phải có những ý kiến của những người lãnh đạo cao nhất của cơ quan thì các bác và đạo anh cũng phải thông cảm. Xin lỗi anh Hùng một chút là thế này. Chúng tôi thì chỉ là những người mà ở ngoài kia thì có rất là đông người. Dạ. Cho nên là được cử đại diện vào đây. Vâng. Để làm việc với đài truyền hình. Chắc là nội dung thì anh cũng đã biết phải không ạ? Dạ. Nội dung của bà con và những bức xúc của bà con và những người đó thì chắc là anh biết nội dung được không ạ? Thì có một cái vấn đề là chúng tôi muốn đến bây giờ được gặp anh là anh Thừa Thanh Hùng là phó giám đốc đài truyền hình Hà Nội ấy, phát thanh truyền hình Hà Nội. Thì chúng tôi muốn hỏi rằng những cái nội dung của đài truyền hình Hà Nội vu cáo những người yêu nước là phản động, theo anh trước hết nói về pháp luật đã đúng chưa? Thứ hai là nói về lương tâm của một người làm báo và một người quản lý về truyền thông thì anh thấy điều đó như thế nào, đúng hay sai? Chúng tôi đầu tiên là chúng tôi muốn hỏi anh điều đó. Vâng, anh cứ hỏi đi. Vâng, tôi xin anh trả lời câu hỏi đó. Vâng, từ từ để cho anh trả lời. Vâng, được rồi, anh cứ trả lời đi. Vâng, vâng, tôi muốn hỏi anh mấy câu và sau đó thì chúng tôi sẽ giải thích cho bà con về được cái việc tình hình là hôm nay anh giám đốc quản lý vắng, anh trả lời như thế này và chúng tôi sẽ nói lại bà con như thế. Chúng tôi chẳng có chức năng gì nhiều mà chỉ có đại diện cho họ, chúng tôi phải trình bày lại. Vâng, thì đề nghị anh trả lời câu hỏi đó. Cái thứ nhất là về chức năng, về pháp luật thì một cái đài truyền hình Hà Nội là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, của đảng bộ, rồi của nhiều thứ ở Hà Nội, là bộ mặt của thủ đô. Mà đối với những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, những người yêu nước thì vu cáo họ rằng là phản động, thì như vậy thì theo anh thì đúng về pháp luật hay không, đúng về nguyên tắc của truyền thông hay không? Và điều thứ ba là về lương tâm của người làm báo và quản lý truyền hình, theo anh thì điều đó là như thế nào? Xin anh trả lời. Còn gì đâu ạ? Không, anh cứ trả lời, chúng tôi sẽ hỏi. Tôi sẽ ghi nhận hết tất cả. Không, ghi nhận là một chuyện, chúng tôi muốn tôi cũng sẽ trả lời. Vâng, xin anh trả lời câu hỏi đó đi ạ. Vâng. Từ từ hơi bác để cho anh trả lời tiền cần. Không là sao nó lẫn lộn. Bác có ý kiến gì không ạ? Nếu anh mà trả lời từng vấn đề một thì anh trả lời tiếp, mà không thì bác cứ chúng tôi thì thế này là trong cái số đơn này đã gửi đến các anh rồi. Cái đơn này đã gửi đến anh rồi, đã gửi cho anh rồi. Cái nội dung ấy thì là anh không khỏi nhắc lại nữa. Vâng. Chúng tôi vẫn bức xúc là cái này là cái né tránh trả lời của đài truyền hình Hà Nội, cũng không trả lời mà lại đẩy lên phía tòa án cũng lại không giải quyết. Và những cái kiến nghị của chúng tôi theo chúng tôi là hợp lý và cả dư luận là hợp lý. Vậy thì chúng tôi một lần nữa vẫn mong đài truyền hình Hà Nội xem xét lại những cái đơn mà chúng tôi đã kiến nghị, và chúng tôi sẽ còn kiến nghị tiếp nữa. Nhưng mà đây hôm nay là tòa án vừa mới trả lời chúng tôi là không thụ lý cái hồ sơ đó, không thụ lý cái hồ sơ đó, và cho là chúng tôi cũng có quyền được khiếu nại. Người khởi kiện cũng có quyền khởi kiện. Thế dạ. Thì chúng tôi thấy là cái đó là cũng không cái trả lời này nó có cái khuất tất, có cái gì đó cũng không được thỏa đoạn lắm. Sơn gì? Cú bóng đá nào? Được. Bây giờ mày gọi cho cháu gọi cho Triều Văn nhé. Xong lấy số điện thoại của Ngô Thanh. Xong bảo đấy có một cái tin về thể thao như thế, người ta thứ thì sắp xếp cho người đã báo cáo với chú Hùng rồi. Nhá. Bảo anh Thanh cứ nói bên tổ thể thao thì họ sẽ đi quay nhá. Xong đưa chú.
Rồi ạ. Xin nói tiếp một tí. Thế vâng. Thì ít nhất thì đài phát thanh truyền hình này cũng phải lời trả lời bằng văn bản hay là trả lời trên đài rằng là cái đơn của ông X, ông Y mời ông này kiện là không, chúng tôi không trả lời, hoặc chúng tôi thấy là không cần phải trả lời, hoặc chúng tôi bác không đơn đó trả lời. Hay là cái gì đó thì cũng phải có cái thông báo chính thức ở trên đài, bởi vì là các anh chỉ có một anh được nêu lên đài chứ không thể nêu được. Thế thì khi chúng tôi có đơn gửi đến đài truyền hình Hà Nội thì đài truyền hình Hà Nội một là xem xét cái đơn đó mà thấy là cái đơn đấy không hợp lý thì cũng trả lời như trên đài là chúng tôi đã nhận được đơn của ông bà này, các ông này, các nữa kiện về việc này việc kia, và chúng tôi thấy rằng cái kiện của các ông các bà là không hợp lý, không hợp pháp, không hợp lệ, hoặc là chúng tôi không cần trả lời. Ừ, cũng phải nói chúng tôi biết. Chúng ta có việc một chút nhá. Rồi, cảm nhận. Thì đấy là cái rất là thông thường anh nhỉ. Vâng, thì chúng tôi chỉ yêu cầu thế thôi, chứ không. Thế thì đây, từ khi mà có đơn lên đài truyền hình, đài truyền hình không trả lời tí nào cả. Rồi bây giờ tóm tắt là như thế này anh ạ, thế này anh Hùng ạ, chúng tôi trình bày có lẽ đơn từ, nếu như anh đã được ủy quyền giải quyết thì có nghĩa là tôi nghĩ là anh đã không ạ. Tức là như này ạ, tôi lại nói là nếu như vâng, thứ nhất là tôi là không được ủy quyền giải quyết, nhưng hôm nay tôi là người trực biên tập tại cơ quan, thì khi mà thấy có văn phòng báo lên có những việc như thế thì tôi rất mong là bên đó cử đại diện lên, thì có cái gì đó thì là trước hết là xin thay mặt lãnh đạo đài để mà chúng tôi tiếp nhận những cái thông tin của các bác. Ừ, có thể nếu mà trả lời được như thế nào, trả lời được thế nào thì chúng tôi trả lời, còn nếu không ý, thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại và để báo cáo với đồng chí Trần Gia Thái tổng biên tập. Tại vì người mà có quyền trả lời và có quyền xử lý thì tức là đồng chí lãnh đạo cao nhất theo luật báo chí ạ. Vâng, bây giờ xem hỏi anh Thái anh đi đâu ạ? Anh Thái hiện nay đi công tác bạn ạ. Anh đi khi nào anh về ạ? Chắc là phải sang tuần. Sang tuần, hôm nay là thứ sáu ạ. Vâng ạ. Thì theo tôi là như này này. Vâng, theo anh. Những cái câu hỏi của các anh đề ra thì là chúng tôi cũng biết rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng có một cái việc nó xảy ra như thế. Thì và cũng đang chờ bên tòa án. Thế thì có những cái gì mà... Anh phòng phát sóng xuống, anh xử lý. Phát sóng được. Rồi, chờ cho anh một phút. Thì có những cái gì mà dính dáng phía bên tòa án và họ cơ quan chức năng của cơ quan bảo vệ pháp luật thì họ cũng đang làm, thì cũng rất mong là bác cũng có những ý kiến gì cũng như anh vừa nói, thì tôi cũng xin là như thế này. Thứ nhất là một cơ quan truyền thông của tiếng nói của Đảng bộ chính quyền thành phố và diễn đàn của nhân dân, thì là chúng tôi chắc chắn là phải làm theo luật. Cái thứ hai nữa là những cái gì mà dính dáng đến ủng hộ phong trào yêu nước, rồi biểu thị những tình cảm của công dân yêu quý đất nước mình, tổ quốc mình, thì chúng tôi phải ủng hộ, cái đấy là đúng. Còn những cái gì có những thông tin nó chưa được phải, có những cái hiểu sai lệch hoặc ở các góc độ nhìn nhận nó chưa được thấu đáo, thì có thể là có những cái gì đấy mà phải kiến nghị cái gì thì các bác cứ tiếp tục kiến nghị, rồi chúng tôi sẽ chuyển đến đồng chí lãnh đạo cao nhất, chúng tôi sẽ giải quyết. Thế thì cũng xin bác với cả hai anh đây cũng là thông cảm, bởi vì là với chức năng của mình tôi có thể trả lời được là như vậy. Vâng, tôi xin lỗi hỏi anh một cái câu như thế này. Xử lý cái việc này. Xin từ anh ạ, cho một phút ạ, bởi vì chúng tôi chuẩn phát sóng ạ. Vâng, từ bây giờ anh thế này anh Hùng, anh cho chúng tôi hỏi một cái là khi nào thì chúng tôi có thể là gặp lại các anh? Tức là những người chúng tôi đăng ký một cái lịch để đến ngày chúng tôi được gặp anh nhờ. Không, tôi là đăng ký với anh bởi vì anh được hôm nay là anh trực ở đây mà, tôi anh cho biết là khi nào anh Thái về để chúng tôi có thể đến gặp anh Thái được. Tức là hôm nay á, thì chúng tôi đến đây và hôm nay anh Thái anh đi công tác không về phải không ạ? Thì tuần sau phải không ạ? Vậy thì có thể là ngày nào chúng tôi có thể gặp anh Thái được để chúng tôi đến để chúng tôi gặp anh Thái. Cái đấy anh cứ đăng ký lịch qua bảo vệ thôi. Không, bây giờ đăng ký lịch thì nói thật với anh là đăng ký lịch thì chẳng biết bao giờ anh, là bây giờ anh đang trực ở đây, anh là phó tổng giám đốc đài, anh có quyền này ở đây phải không ạ? Thì chúng tôi muốn rằng là anh đây, không phải là đăng ký giúp mà anh cho chúng tôi hẹn một cái lịch hẹn. Nếu mà anh Thái về, xin phép bác cả anh là như này, anh Thái về thì chúng tôi sẽ đăng ký và giúp, là sẽ có đại diện của bên đó là đến gặp. Thì các anh cho chúng tôi một cái địa chỉ để nếu mà được thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với các anh. Vâng, cùng ghi lại số điện thoại. Cái điện thoại, ghi lại cái số điện thoại rồi của bác. Cho địa chỉ bác cho chứng minh thư thì có. Rồi, có đó. Thế bây giờ đến giờ sắm đây để cho anh được làm việc thì mời các bác. Vâng, chúng tôi sẽ về. Vâng, nhất trí như thế. Chương trình phát ra đấy.